Xin chào cô chú và anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách pha bột để đổ bánh xèo. Món bánh xèo là một cái món ăn rất là nhiều người yêu thích và một cái cách đổ bánh xèo sao để cho chiếc bánh xèo của mình được giòn và giòn rất là lâu luôn. Đây là một cách nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp làm. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái bột bánh xèo hương xưa luôn để cho nó tiện và nó ngắn gọn hơn. Và tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng 900ml nước cốt dừa. Phần nhân của bánh xèo hôm nay mình sẽ sử dụng gồm có tôm nè, mực nè và thịt. Hôm nay cái phần tôm thì Việt Nguyễn lột vỏ luôn. Lý do là ở gia đình có mấy bé nhỏ đó nên Việt Nguyễn lột ra cho nó tiện hơn. Và tiếp theo nữa là giá và một chút tỏi, ớt, chanh. Và hành, tỏi ớt chanh lát nữa mình sẽ làm nước mắm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 2 quả trứng gà. Các bạn cho vào bột á, thì cái phần bột nó sẽ nổi và cái bánh của mình sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cho phần bột bánh xèo hương xưa vào trong một cái nồi luôn. Mình sử dụng hết 500g bột bánh xèo này. Nếu như gia đình mình ít người thì mình sử dụng nửa gói thôi, tức là khoảng 250g. Do hôm nay mình đổ bánh xèo xong, một tí nữa mình cũng đi biếu anh chị em gần nhà đó. Cho nên là Việt Nguyễn đổ hết luôn cái gói 500g này. Trong cái phần bột bánh xèo hương xưa thì nó đã có gia vị rồi. Nhưng hôm nay là do Việt Nguyễn đổ cái bánh xèo của miền Nam nên mình sẽ thêm gia vị vào trong đây. Mỗi lần Tết Đoan Ngọ thì ai ai nhà nhà đều đổ bánh xèo. Và cái cách đổ bánh xèo của mỗi người tuy nó cũng khác nhau. Nhưng mà với một cái cách Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay thì cái bánh xèo rất là giòn. Đặc biệt là mình đổ cái bánh xèo miền Nam thì mình phải có nước cốt dừa để tăng thêm cái hương vị cho cái bánh thơm hơn. Để cho cái bánh xèo của mình được đậm đà hơn thì mình sẽ sử dụng thêm 2g muối cho vào trong cái phần bột này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng 10g đường. Các bạn múc 2/3 muỗng đường là 10g. Mình sẽ cho vào đây thêm 3g bột nghệ nữa. Để cái bánh xèo của mình nó được màu sắc đẹp hơn. Tiếp theo mình sử dụng 2 cái quả trứng gà. Các bạn không có trứng gà các bạn cho trứng vịt cũng được. Để khi sau cái bánh xèo của mình á, mình chiên lên nó sẽ phồng và nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho 900ml nước cốt dừa vào trong cái phần bột này luôn. Vì mình thấy cho 900ml nước cốt dừa thì cái phần bột bánh xèo của mình nó sẽ vừa ăn. Nếu mình cho 1 lít á, thì nó sẽ bị nhão, nó không có khô và cái bánh mình không giòn. Nên mình quyết định cho 900ml. Và bây giờ mình sẽ cắt 30g hành lá. Mình chỉ sử dụng cái phần lá hành thôi. Còn cái phần gốc hành này mình sẽ cho vào trong cái phần giá các bạn. Lát nữa mình sẽ cho vào cái phần bột sau. Còn cái phần lá hành này mình sẽ cắt. Các bạn cắt nhuyễn rồi cho vào cái phần bột luôn để cái bánh của mình nó có màu sắc đẹp và nó sẽ thơm hơn. Mình cắt cái gốc hành mình cho vào bột á, một lát nữa mình ăn á, nó lột sột á, nó làm cho cũng khó ăn. Nên mình chỉ cắt cái phần lá cho vào thôi nha. Cho hết cái phần hành lá vào trong cái phần bột này luôn. Bây giờ mình sẽ khuấy cái phần bột này cho nó đều ra hết và nó tránh để không có bị ốc trâu nha các bạn. Các bạn cứ khuấy theo một cái chiều kim đồng hồ nè, như Việt Nguyễn đang chia sẻ đó. Món bánh xèo là một cái món ăn mà Tết Đoan Ngọ hoặc là những cái ngày mưa đó mà ngồi bên bếp lửa với những chiếc bánh xèo giòn tan luôn, nóng hổi thì rất là hấp dẫn luôn ha các bạn. Thích lắm cái món bánh xèo này. Bột bánh xèo thì mình khuấy mình cũng đã thấy nó mịn rồi. Như thế này là được rồi nè các bạn. Để tạo cho cái bánh xèo của mình được giòn lâu và giòn tan luôn thì ở đây Việt Nguyễn sử dụng giấm nè các bạn. Mình sẽ sử dụng giấm 5%. Ở đây là giấm 5%. Việt Nguyễn sử dụng giấm gạo. Các bạn không có giấm gạo thì các bạn dùng giấm thường cũng được. Nhưng mà cái giấm phải có hiệu 5% ha. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng nè các bạn, một muỗng tương đương 10ml. Và tiếp tục nữa mình sẽ cho nửa muỗng nữa,
Tức là Việt Nguyễn cho vào đây là 15 ml nước giấm nha các bạn. Khi các bạn cho cái phần giấm vào trong cái phần bột để đổ bánh xèo á, thì cái món bánh xèo của mình nó giòn rất là lâu. Nó có một cái sự khác biệt ở cái chỗ là mình cho giấm vào trong cái phần bột á các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khuấy cái phần bột này cho nó đều lên hết luôn. Và mình sẽ để cái phần bột nó nghỉ khoảng 20 phút. Rồi mình sẽ đi đổ cái phần bánh xèo. Trước khi mình đổ bánh xèo á, thì anh chị em mình để cái chảo lên bếp và mình sẽ mở lửa cho nóng cái phần chảo. Sau đó thì mình sẽ cho dầu vào. Dĩ nhiên là cái đầu tiên mình sẽ cho nhiều dầu một chút để cho cái phần chảo của mình khi mình đổ cái bánh đầu tiên á, nó không có bị dính. Và ở đây là Việt Nguyễn đã làm nóng chảo rồi cho dầu vào. Bây giờ mình sẽ cho tiếp tục phần nhân vào là tôm nè, rồi thịt. Và sau đó là mực. Nếu anh chị em mình không có thích hải sản với thịt á, thì mình đổ cái thịt vịt á, bánh xèo thịt vịt rất là nổi tiếng luôn, thì rất là ngon luôn á. Mình sẽ nghiêng cái phần chảo để cho phần dầu nó đều hết, cũng như là cái phần tôm và thịt và mực nó sẽ chín sơ qua. Mình đảo cái phần mực nè, rồi phần tôm, phần thịt mình sẽ xào sơ qua để hỗ trợ cho cái bánh của mình. Khi sau cái bánh nó chín rồi, sợ cái phần tôm và mực và thịt đó nó chưa chín kịp nên mình sẽ xào trước nó một chút. Bây giờ mình sẽ cho 100 ml bột bánh xèo vào trong cái phần chảo luôn. Anh chị em mình sử dụng cái chảo to thì mình có thể đổ cái bánh khoảng 150 ml. Ở đây thì cái chảo Việt Nguyễn nhỏ đó, cho nên là mình chỉ sử dụng là 100 ml cái bột bánh xèo thôi. Mình thấy cái chỗ nào mà nó thiếu bột á thì mình sẽ nghiêng cái chảo để cho cái phần bột nó phủ đều với nhau hết luôn, nó không còn trống ở chỗ nào hết. Ngay thời điểm này Việt Nguyễn vẫn để lửa lớn nha các bạn. Hôm nay Việt Nguyễn để cái bếp ga và mình mở lửa lớn chứ không có bật lửa nhỏ. Bây giờ mình sẽ cho phần giá và đầu hành vào nè. Tiếp đến là mình sẽ đậy nắp lại. Các bạn đậy nắp như thế này khoảng 30 giây để cho cái phần bột ở bên trên nó chín, cũng như cái phần giá và hành đó nó sẽ chín sơ qua. Và sau 30 giây mình sẽ mở cái phần nắp ra. Và thời điểm này Việt Nguyễn sẽ mở lửa trung bình. Mình sẽ để lửa trung bình cho cái bánh của mình nó được vàng đều và cũng như nó sẽ được giòn lâu hơn. Lúc này mình sẽ rưới thêm một ít dầu nữa để cái bánh của mình khi nó chín vàng á, nó được mượt mà, nó không có bị thiếu dầu. Nếu mà nó thiếu dầu thì cái bánh của mình nó khô và cái vỏ bánh bên ngoài á, nó cháy, nó không có vàng đều, nó không đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy cái sạn nè, mình sẽ dở cái bánh mình lên một chút để cái phần dầu nó nhiễu xuống bên dưới. Một lát nữa cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Các bạn cứ chờ khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì các bạn thấy cái bánh mình nó đã chín vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ụp nó qua, gấp đôi cái bánh lại. Các bạn để cái thao tác này, mình sẽ trở mặt bánh đó khoảng thêm 1 phút nữa, trở qua trở lại, thì cái bánh của mình khi mình chiên xong nó sẽ rất là giòn và giòn rất là lâu luôn. Và bây giờ là cái bánh của mình nó cũng đã vàng đều rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh ra nè, các bạn nghiêng qua một chút để cho cái phần dầu nó nhiễu ra bên ngoài hết luôn ha, để cái phần bánh nó không có bị thấm dầu. Và cho nó ra đĩa thôi. Tiếp tục lần hồi, anh chị em mình cứ chiên theo cách mà Việt Nguyễn chia sẻ nha, để cho video nó không có bị kéo dài thời gian. Vàng ươm luôn, giòn tan, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Anh chị em mình dựng đứng cái bánh lên á, đừng có để cái bánh nó nằm xuống, nó sẽ dễ bị xẹp nha. Món bánh xèo Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay cũng đã hoàn thành rồi, rất là giòn luôn. Cô chú anh chị em mình thấy cái bánh Việt Nguyễn để đó, nó dựng đứng lên cong vênh luôn, rất là hấp dẫn. Và mình sẽ ăn kèm với rau sống, cải bẹ xanh nè, xà lách nè. Việt Nguyễn có thêm một ít lá cách nữa. Bánh xèo ăn với lá cách thì rất là thơm luôn nha. Công thức món bánh xèo cũng như là cách pha nước mắm ăn bánh xèo, Việt Nguyễn sẽ để dưới phần mô tả. Cô chú anh chị em mình vào tham khảo thì sẽ làm được dễ dàng hơn. Video của Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Nếu các bạn thấy thích thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like, vì đó cũng là động lực
để Việt Nguyễn có thể ra nhiều video tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.